sẽ đi tiếp nha. Rộng hết biết không? Trong cái gì là quá lớn luôn á. Mến chào quý cô bác chị và các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt tại cây cầu Mương Điều. Cây cầu Mương Điều này thuộc về xã An Vĩnh ha. Hướng này thì mình đi về Trà Vinh luôn nha. Còn cây Mương Điều bên kia thì thuộc về bên Mỏ Cày Nam. Hướng đó, cây cầu Mương Điều đó hướng đi về huyện Thạnh Phú ha. Đi cầu Móng này kia luôn. Còn hướng này thì cây cầu Mương Điều này đi về hướng Trà Vinh nha quý chị mình. Rồi hôm nay sáng dịp mình đi qua bên đây thì mình chia sẻ cảnh đường phố từ đây tới hướng cầu Trà Vinh cho quý chị mình xem nha. Rồi đường phố hôm nay ra sao. Rồi ngày mới mình cũng kính chúc cho tất cả quý chị mình trong ngoài nước gần xa luôn luôn có thật nhiều sức khỏe vui vẻ và ăn lành hạnh phúc nha. Rồi bây giờ mình mời quý chị mình lên xe. Cảnh thôn quê rất là mộc mạc luôn hết quý anh chị mình. Vừa không à. Rồi đây là cái cầu Mương Điều nha. Không biết con sông nó đi ra đâu. Trời âm u sắp mưa nữa rồi. Đi về con đường lộ về Trà Vinh mình thấy đường thì lắng o ha, chạy bo bo luôn. Từ đây tới cầu Cổ Chiên khoảng chừng 7 cây số nữa. Ở thôn quê lúc này mình thấy làm lộ lộ nhựa tán nhựa hết trơn ha. Đó đường này xe lớn rất đông luôn. Quán ăn cũng rất nhiều luôn à. Xe đường những ngày lễ này mình thấy đông quá, xá đông. Ôi cái nhà nó đẹp quá, quê có nhà đẹp quá. Đường phố hôm nay rất là đông. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Đường này mình thấy quán dừa sáp cũng rất nhiều. Wow, trời chuyển mưa tối hù luôn rồi.
chạy rút lên để ông trời ông mưa. Rôm sườn nướng, đường này bán quán ăn rất nhiều ha, quán giải khát cũng có luôn. Hai bên đường bán rất là nhiều. Có võng nằm luôn ha. Mình đi xa mình ghé vào mình ăn ở đầu có võng mình nằm nữa. Rất là tiện lợi luôn. Rồi, tới đèn xanh đèn đỏ. Huyện Thành Phú thì mình tới cái tư này mình huyện Thành Phú thì mình quẹo trái ha. Đi Đà Vinh thì mình quẹo phải. Mình đi Thành Thế B thì mình sẽ quẹo phải. Quẹo phải thì mình sẽ đi về xã Thành Thế B ha. Đà Vinh thì mình đi vượt qua đèn xanh đèn đỏ đi thẳng hoài là đụng cây cầu Cổ Chiên. Đó, nếu mà đi huyện Thành Phú thì mình quẹo về cái tư này ha. Đó, đường đó đi về huyện Thành Phú. Đông quá xa đông. Đó, xa xa quý chị mình thấy không? Xe đậu tên cúng tên quá trời xe luôn. Dân đồ nghỉ việc, nghỉ công ty đồ tới Sài Gòn rồi ha. Ta về quá chừng luôn. Chiều nay chập chiều nay là về còn nhiều dữ nữa. Rồi cái cầu này là cầu An Thới ha. Quá chừng xe luôn. Giờ tay không? Rồi bây giờ mình đã đến ngay cái cầu Rạch Bần. Cầu Rạch Bần là cũng gần tới cầu Cổ Chiên rồi. Gạch Bằng này xuống tới cầu Cổ Chiên á, mình độ khoảng chừng 3 cây số nữa ha, 3 cây số nữa sẽ đến cầu Cổ Chiên. Rồi bây giờ mình đã đến con đường ngay cái cầu gạch đập rồi ha. Ngay đây thì mình thấy nhìn thẳng thẳng xa xa là mình thấy cây cầu Cổ Chiên rồi đó. Xe bây giờ vẫn còn đông. Rồi Tà Vinh thì mình đi thẳng ha, tới dòng xây rồi. Ủy ban xã Thành Thế B thì mình quẹo phải. Ngã tư này thì mình đi về thành phố, huyện Thành Phố luôn. Còn mình đi Tà Vinh thì mình đi thẳng nữa ha, tới 2 dòng xây đó. Mình quẹo phải thì đi về thành Thế B. Cái cầu này là cái cầu Tân Điền nhé. Cầu này nó xe bây giờ mấy người làm công nhân công ty á về quá chừng. Vào lúc này sao gió dữ vậy ta. Mới qua cái cầu nhỏ thôi mà gió muốn bạc cái xe luôn á, bạc ta lấy xe luôn á. Đây mình chạy một tay á, mình quay một tay quý anh chị. Gió lớn ghê, mạnh ghê, cái bạc xe nó muốn quạt luôn á.
Rồi chắc lên dốc cầu này mình phải chạy từ từ quá. Đây, trời chỉ mưa nè, gió chắc lớn. Bắt tấn lên cái cầu Cổ Chiên đều được. Từ xa xa mình nhìn thấy cao quá. Cái này mà gió nó bạc cái xe luôn á, bạc cái đứng cái xe luôn á. Rồi hiện giờ mình chạy gần đến chân cầu Cổ Chiên rồi nhé. Đây dưới đây chân cầu Cổ Chiên mình bắt tấn lên mới được. Wow gió quá trời gió rồi. Bả số lại mới được. Trời ơi. Gió ra cây cầu Cổ Chiên này phải nói gió ghê luôn á quý chị mình. Sức gió rất là lớn. Ờ quý chị mình đi tháng này ha, tháng mưa ha. Tháng mưa là kia gió là kia bão nhiều á, quý chị mình cứ có đi qua ngang qua cầu Cổ Chiên này á. Quý chị mình cầm ra lái cho chắc chắc nha, cẩn thận xíu nha. Ra con sông này, con sông Cổ Chiên này nó quá lớn đi. Quá lớn, cái sức gió nó cũng là lớn nữa, bởi nó dễ quạt cái tay lái tay cầm rồi xe của mình lắm, dễ ngã xe lắm. Nên quý chị mình đi những cái tháng trời mưa gió, tháng mưa dầm á, thì lên đường này mình chạy số 2, số 3 gì đó, đã số lại đi cho nó an toàn một xíu. Ôi, gió ghê chứ. Rồi xe em tả lại số 3, số 2, em bò từ từ chứ không dám chạy nhanh nữa. Quý chị mình nhớ đi quấy những tháng này tháng mưa gió ha, thì mình kẹp kèm tay lái cứng lại. Trời chỉ mưa đen thui luôn à, gió hù luôn. Để mình lên khúc giữa cầu mình quay cái sông Cổ Chiên cho quý chị mình xem tí xíu. Đó, xe ta đâu dám chạy nhanh đâu, mấy xe máy là chạy chậm không á, xe ta chở đồ là chạy chậm mà. Tả số lại bò lại từ từ chứ không dám chạy nhanh. Cái tháng này mình đi qua cái cầu Cổ Chiên này sức gió nó rất là lớn luôn, nên mình chạy từ từ thôi. Rồi chỉ vào số 2 rồi, chưa được lên nửa cầu nữa. Rồi tới đây mất đây là nửa cầu rồi, để em ghé vào chia sẻ cái sông Cổ Chiên cho quý chị mình xem một vòng ha, rồi xong mình sẽ đi tiếp nha. Rộng hết biết không. Rồi sông Cổ Chiên này quá lớn luôn ha. Rộng lớn hết hồn không. Rồi thôi cho quý chị mình xem xong Cổ Chiên tí xíu rồi xong bắt đầu mình sẽ đi tiếp. Giờ mình thả xuống dốc khỏe là đỡ rồi, lại bò lên lúc đó gió hù qua cái là mình giật mình luôn á, đảo tay lái luôn á. Như nó có luồng gió hay sao. Trời ơi, trời ơi, đang chỉ mưa nữa. Quá lớn luôn, quá cả
Xong cái chuyện này hồi lúc mà năm tám mấy mình nghe ba mình kể, ba mình cũng một thằng buôn đi ghe khóm chở khóm về quê bán quý chị mình. Ba mình băng qua con sông này xếp chìm, sóng lúc đó là dập á. Nghe ba mình kể năm đó năm 85, 86 gì đó, băng qua sông Bưu Chiên, sóng dập quá là dập, xếp đập chiếc ghe khóm. Mà băng qua sông á, đợi gió êm không có sóng á, tao giống mình dám băng thôi. Giờ mình đạp bông no mình thả xuống giấu dưới cầu luôn á, chứ mình không để nó chạy, để số nó chạy, đạp no đi cho nó im. Rồi mình xuống dốc cầu Trà Vinh luôn ha. Đây là thuộc về địa phận thành phố Trà Vinh nha. Tới ngay đây là tạm thu phí của cầu Cổ Chiên. Từ cầu Cổ Chiên xuống tạm thu phí khoảng chừng 200-300 mét tới lại ơi. Từ đây đi đến Trà Vinh 17 cây số tạm thu phí rất rộng luôn. Đó, xe công nhân ta về bên Trà Vinh á, từ phố ta về đường này á, quý vị mình đi rất gần luôn, gần hơn đi đường quốc lộ ha. Thấy những tỉnh như Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau rồi á, ta đi về hướng này á, đi về hướng Trà Vinh này kia á, đi các tỉnh đó rất là gần. Quốc lộ 1 ta, nếu mình đi về Trà Vinh ha, mình đi đường này rất gần nha quý vị mình. Đi về chợ Trà Vinh ha, mình đi tới cái mũi tàu này nè. Mình đi về hướng về chợ Trà Vinh thì mình đi mũi tàu đường này rất gần nha. Gần hơn 5-7 cây, 10 cây tới là gần cả chục cây xuống dưới. Để em chia sẻ cho quý vị mình, nếu ít có đi đường này á thì để cho quý vị mình biết. Nó qua khỏi cái tạm thu phí ha. Qua tạm thu phí có cái buổi tàu này nè, quý vị mình quẹo ghé tới. Đó, mình đi ra chợ Trà Vinh rất gần luôn. Chứ mình đi đường thẳng ra đường Bình Phú á, đi chợ Trà Vinh thì rất xa nha. Nếu mình đi chợ Trà Vinh thì mình đi đường Bình Phú này thì xa lắm, xa. Tới chỗ tạm thu phí thì mình đổ xuống, mình thấy mũi tàu có ngã tư đó, đó là quý vị mình ghẹt trái vô là mình đi chợ Trà Vinh rất gần, gần cả chục cây số luôn á. Đường này mình thấy bán dừa sáp, bánh kẹo đồ cũng rất nhiều ha. Cơm sườn, muối, sả ớt. Quán ăn, quán giải khác cũng rất là nhiều luôn.
đây đến Duyên Hải 49 cây số. Duyên Hải thì bữa mình có đi huyện Duyên Hải, nhưng mà đi ra biển Ba Động cũng có chia sẻ với quý chị mình xem biển Ba Động rồi ha. Để có dịp nào mình đi đến đó mình chia sẻ coi có mới lạ, có đổi mới hay không nha. Bữa đó mình đi cũng ngày nghịch ngày á, cũng biển cũng hơi vắng. Quá chừng gió luôn. Rồi, chuyện mưa đang thu quá rồi. Đầu quá, đầu này quá, anh quên cái đường hẻm nó tiêu rồi ta. Cầu gạch dừa. Cầu gạch dừa ha. Rồi, chắc xuống đường hẻm này, xuống cây cầu gạch dừa này, chắc tới cây cầu cầu dừa đỏ quá. Đường vô chợ cây dừa đỏ như cầu này, cầu cây dừa đỏ. Nhìn tới chợ Vinh Yên này còn tới 15-16 cây nặng từ cây cầu dừa đỏ này ha. Để mình đi tại Vinh, mình đi đường kia rất gần luôn, đi đường quốc lộ này xa lắm. Cầu này là cây cầu cây dừa đỏ nha. Rồi xuống cái cầu dừa đỏ này thì tới ngã ba phải vô là đụng chợ cây dừa đỏ. Thôi giờ tới cái cầu này có dịp mình đi ngang qua đây ha, mình chia sẻ cái cầu Cổ Chiên ha. Mình cũng nhắc nhở cho quý chị mình biết đi tháng những tháng mưa bão gió này kia thì quý chị mình chạy chậm chậm thôi, chứ trời tháng này ngay cái cầu Cổ Chiên mình thấy quá rộng quá lớn, bởi sức gió nó quá mạnh đi nên mình chạy nó dễ đảo tay lái á, nên mình lên giữa cầu kia mình chạy cẩn thận, cầm chặt chặt tay lái này ha. Sớm mình cũng hên, mình cũng phòng ngừa trước rồi, tại biết cái sông này cũng lớn lắm, sức gió nó rất mạnh. Rồi nên, thôi quý chị mình có chạy ngang cầu đó thì cẩn thận. Rồi đến ngay cây cầu dừa đỏ này thì mình đi thẳng tới xíu nữa qua đó, tới ngã ba quẹo phải vô là chợ cây dừa đỏ, nó nằm ở góc đó ha. Thôi đến đây mình cũng xin tạm dừng video tại đây.
cuối video mình cũng không quên chúc cho quý chị trong mọi nước gần xa luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành mạnh khỏe nha. Rồi bye bye.